Vào khoảng đầu năm 2023 thì chiếc điện thoại Google Pixel 5a trên tay mình đây có thể đã trở nên hơi cũ kỹ so với các thiết bị mới nhất trên thị trường. Nhưng mà đối với mình ấy thì mình nói thật là đây vẫn là một chiếc điện thoại tốt với rất nhiều tính năng hữu ích. Chẳng hạn như là nó đang có pin cực trâu này, nó trâu hơn tất cả các dòng mới nhất của Pixel như là Pixel 6 hay Pixel 7. Và còn một thứ nữa mà các bạn không thể xem thường chiếc máy này, đó chính là phần hiệu năng của nó. Vậy thì liệu trong năm 2023 này con máy Pixel 5a này nó có còn đáng mua hay không? Thì cùng mình bắt đầu ngay sau video nhé. Và chào mừng anh em đến với Kích Bài Channel. Về thiết kế của con Pixel 5a này thì cũng không có cái gì mới cả, bởi vì là vẫn có một thiết kế tương tự với con Pixel 4a. Khung của chiếc máy này thì được làm bằng nhựa. Lúc đầu mình còn tưởng là làm bằng kim loại cơ, bởi vì là sờ nó cũng hơi mát một chút. Nhưng mà tổng quan lại thì với thiết kế bằng nhựa này thì trông điện thoại các bạn trông nó rất là chắc chắn, hay là nó giúp cho cái cảm giác cầm nắm ấy ôm tay thực sự luôn. Lúc đầu mình cầm chiếc máy này thì mình cái cảm giác đầu tiên của mình là cảm giác cầm y như con iPhone 11 vậy. Và nhựa của con Pixel 5a này nó được sơn một cái màu đen nhám, nhìn sơ qua thì giống như kiểu màu rêu ấy, cùng với cái chữ G được trang trí ở phần đuôi này thì nó giúp nhấn mạnh được cái thương hiệu Google. Và cũng ở cái phần mặt sau này thì Pixel 5a nó sẽ có camera kép là bằng góc bên trên trái này đây, được bao quanh bởi một cái vòng tròn màu đen. Và chiếc máy này nó cũng có một cái cảm biến vân tay ở sau lưng chứ không phải là cái cảm biến vân tay ở trên màn hình. Thực sự là bây giờ thì theo như mình thấy thì cảm biến vân tay trên màn hình nó vẫn tiện hơn đấy, vân tay sau lưng này mình không thích lắm, cầm nó khác hơn khó. Và có một cái nút nguồn ở cạnh phải này, màu trắng nó sẽ rất phân biệt, nút tăng giảm âm lượng cũng ở bên trái này luôn. Và nó cũng có cái cổng tai nghe 3.5 ở bên trên này nữa, và loa của nó là loa đơn chứ không phải loa kép. Lúc đầu mình nhìn hai dãnh loài cơ tưởng là loa kép nhưng mà không phải. Màn hình của con Pixel 5a ấy thì nó sẽ sử dụng một cái màn hình OLED có kích thước là 6.34 inch với cái độ phân giải là Full HD cộng và tốc độ đàm tươi màn hình là 60Hz. Đây cũng là những cái thông số cơ bản của các dòng điện thoại giá rẻ rồi. Không những thế thì màn hình này còn có tấm nền với độ sáng 700 nit. Và theo như mình biết thì cái tầm này thì với cái độ sáng màn hình như vậy thì cũng ít con máy nào có một cái độ sáng gọi là cao như vậy. Cho nên là với cái độ sáng 700 nit thì nó hoàn toàn đủ sáng để mà sử dụng ở ngoài trời. Dù cho mặt trời nó có chiếu thẳng vào máy như thế nào thì dùng rất là thoải mái. Bình thường nếu mà nhắc đến Google Pixel thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái khả năng chụp ảnh của con Pixel này, bởi vì là dòng Pixel luôn luôn được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, thì con Pixel 5a này nó không phải là ngoại lệ. Khi mà nó được trang bị một cái camera kép với camera chính là 12.2 megapixel, cảm biến góc rộng là 16 megapixel, và camera chính ấy thì nó sẽ có khẩu độ là f1.7, với cái tính năng là hỗ trợ tự động lấy nét PDIF giúp cho người dùng chụp ảnh rõ nét và sắc nét hơn. Với cái điều kiện chụp ảnh đủ sáng và điều kiện ngoài trời ấy, thì các hình ảnh cho ra sẽ có một màu sắc đẹp, chi tiết tốt và lấy nét cũng rất là rõ nét. Và máy nó cũng có hệ thống chống rung quang học OIS giúp cho người dùng chụp ảnh và quay video ổn định hơn nhiều. Chiếc máy này ấy, thì nó cũng được trang bị tính năng chụp đêm hay được gọi là Night Sight, một cái tính năng khá là phổ biến của Google rồi. Nó cho phép người dùng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu mà vẫn giữ được chi tiết tốt và độ phân phản cao. Các hình ảnh chụp đêm ấy thì mình cũng rất là bất ngờ khi mà nó vẫn giữ được một cái màu sắc khá là hài hòa, nó ấm, nó không bị tối quá. Và hình ảnh nếu mà các bạn chú ý thì các bạn sẽ không thấy tình trạng noise hay là nhiễu quá nhiều ở con Google Pixel 5a này. Và tất nhiên rồi, chiếc máy này hoàn toàn vẫn có cái tính năng chụp chân dung với các hình ảnh chân dung được ở cả cam trước và cam sau ấy, thì nó đều xử lý rất là tốt. Xung quanh xóa phông một cách chính xác, không bị phần lẹm vào phần tóc hay là lẹm vào phần da. Phải thú thực với anh em là mình không nghĩ là trong cái tầm giá 6 triệu này mà mình có thể kiếm được một con máy có khả năng chụp ảnh tốt đến như vậy. Các tính năng phải nói là bây giờ kể cả các dòng máy mới nhất chưa chắc là có con nào có thể sánh bằng con Google Pixel 5a đâu. Hiệu năng của con Pixel 5a này thì cũng không có gì nhiều để nói đâu, nhưng mà vẫn phải nói. Bởi vì là dù gì thì nó cũng đang được trang bị một bộ vi xử lý là Snapdragon 765G với cái chip đồ họa Adreno là 620, và RAM thì của máy sẽ được trang bị một cái RAM là 6GB. Với cái cấu hình như vậy ấy, thì nó sẽ giúp cho máy xử lý các tác vụ đa nhiệm và xử lý đồ họa cực tốt. Nên là nhờ đó mà con Pixel 5a này với các tựa game cao cấp cần đồ họa cao như là Alpha 9 này, Call of Duty này hoặc là PUBG Mobile ấy, thì nó vẫn cho một cái chất lượng chơi game ổn định, FPS rất ít khi bị drop. Và mình thực sự là mình cũng hơi bất ngờ đến chiếc máy này, bởi vì đến giờ ấy thì nó có thể chơi game hoàn toàn ổn định như vậy.
Nhưng mà nó sẽ bị một cái tình trạng là nóng máy nhanh, bởi vì là cái việc chơi game ấy thì nó sẽ đòi hỏi máy hoạt động liên tục với mức độ sử dụng tài nguyên cao. Trong khi đó thì con Google Pixel 5a này thì nó đang có một cái bộ tản nhiệt hơi cũ. Với con chip Snapdragon nữa là cái điều này cũng khá là dễ hiểu thôi, nên là mọi người nên lưu ý về cái chuyện này. Và cái đặc biệt nhất của chiếc máy ấy, như mình nói là phần intro, nó chính là về phần pin. Khi mà có Pixel 5a này, nó sẽ được trang bị một viên pin là 4680 mAh, có thể sử dụng ít nhất là hơn một ngày cho một người dùng trung bình đối với cái tác vụ cơ bản. Nhưng mà các bạn phải lưu ý nhé, đó là các bạn không chơi game thôi. Còn nếu mà các bạn chơi game thì bảo dùng hơn một ngày thì hơi quá. Chơi game thì nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 8 tiếng sử dụng thôi. Thì đây theo như mình thấy cũng là một mức pin quá là hời cho một chiếc máy 6 triệu rồi. Chuyển qua đến cái vấn đề cuối cùng ấy, thì đối với một chiếc máy được ra mắt rất là lâu rồi thì các bạn sẽ phân vân nên là nó còn cập nhật hệ điều hành được bao nhiêu lâu nữa. Thì nói thật là chiếc máy ấy nó còn đang được hỗ trợ ít nhất là 3 năm nữa. Và con Google Pixel 5a trên tay mình đây này thì nó đang được cập nhật Android mới nhất, Android 13. Nó là Android thuần luôn, nó không phải là thêm UI hay là new miếc cả. Đây là các tác vụ sử dụng trên con Google Pixel này, phải nói nó sướng. Các tác vụ vào nó không hề có độ delay màn hình 60Hz mà lướt đi lướt lại nó như kiểu màn hình 120Hz vậy. Đúng là con ruột Google khác. Anh em không bao giờ phải lo về chuyện là cập nhật hệ điều hành nó có lâu hay không. Chiếc máy này ấy, anh em sử dụng ít nhất là đối với hệ điều hành mới nhất này, khoảng tầm từ 3-4 năm nữa là dùng hoàn toàn thoải mái. Chung quy lại thì đây vẫn là một chiếc máy khá là ổn trong tầm giá, với cái thời lượng pin cực trâu, hiệu năng ổn với con chip Snapdragon 765G. Hay là như một chiếc máy cạn có thể là có một cái camera tốt nhất mà các bạn có thể tìm được ở trong cái mức giá 6 triệu này. Thì các bạn nghĩ sao về con Google Pixel 5a này thì hãy cho mình biết ở bên dưới nhá. Nếu mà có vấn đề gì thì mình cũng sẽ hỗ trợ các bạn ngay lập tức. Giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.